Bình Thuận triệt phá trường gà quy mô lớn do một phụ nữ cầm đầu. Trường gà tổ chức tại Mũi Né nằm trong con hẻm với các lớp cảnh giới, phía sau là bãi đất trống để các con bạc dễ tẩu thoát khi bị vây bắt. Chiều mùng 5 tháng 2, Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết trưa cùng ngày, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Phan Thiết và các đơn vị phối hợp ập vào một tụ điểm đá gà tại khu phố 5, phường Mũi Né. Tại đây, lực lượng công an đã tạm giữ 39 người, 33 xe máy, 9 con gà đá và hơn 140 triệu đồng cùng các dụng cụ dùng để phục vụ đánh bạc bằng hình thức đá gà. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định trường gà này do bà Phan Thị Diệu, 51 tuổi, trú phường Mũi Né, đứng ra tổ chức. Trường gà này được cắt cử người cảnh giới, nơi tổ chức nằm trong một hẻm nhỏ. Phía sau có khu vực đất trống với nhiều lối thoát nên các trinh sát phải sử dụng nhiều biện pháp theo dõi, nắm bắt quy luật hoạt động để triệt phá.